Còn lâu mới Tết rồi, cắm hoa sớm vậy em? Cũng sắp tới Tết ta tới rồi à, mà đêm hôm á em ngủ không có được tại bạn em bên Việt Nam gọi điện thoại qua đây nói là Tết tới rồi mà cũng không có tiền ăn Tết, rồi mẹ bị bệnh gặp khó khăn muốn nhờ em giúp chút đỉnh, mà em không biết là tìm cái công ty nào để gửi tiền về chút xíu cho bạn em để bạn em chạy bệnh rồi ăn Tết nữa nè. Anh có biết công ty nào mà nhanh gọn lẹ để bạn em nhận tiền không anh? Anh biết thường thường anh hay gửi tiền về bên Việt Nam làm công chuyện lắm, mà anh thấy cái công ty Sendway là gửi tiền nhanh nhất. Lần đầu tiên mình gửi họ cho mình làm 15 đô, mà mỗi lần mình gửi như vậy mình không có tốn phí gì hết. Vậy còn chần chờ gì nữa, thôi anh giúp em để chuyển chút đỉnh tiền về cho bạn em cho rồi đi. Mà trước khi chuyển tiền về cho bạn em thì bạn em ở bên Việt Nam cần đưa thông tin gì không anh? Bạn em cần phải có số tài khoản, rồi tên tuổi, rồi mình điền vào trong cái app, trong vòng 2-3 phút gì là bên kia nhận được tiền thôi. Bây giờ mình vào Google để mình tải cái app Sendway xuống. Thêm người nhận vào đây. Ở bên kia sẽ nhận được là 2.338.929 đồng. Tiếp tục để gửi. Rất là cảm ơn anh nãy giờ anh chia sẻ cho em và bạn em và tất cả quý bà con cô bác ở trên cộng đồng mạng xem cái cách thức mà download cái Sendway này về để chuyển tiền về Việt Nam. Bây giờ bạn của em có tiền chút đỉnh rồi cũng bớt lo âu. Thì sẵn dịp đây bà con cô bác cứ yên tâm tin tưởng công ty Sendway. Xuân đã về, Tết cũng sắp tới rồi. Phượng chúc tất cả quý bà con cô bác thành công mọi mặt. Xin chân thành cảm ơn. Bữa nay là Phượng đi xuống dưới đây tìm anh Hải để coi coi dạo này coi ảnh như thế nào. Bây giờ đi vô trong coi, lâu quá rồi không xuống đây, và trời lạnh lẽo quá trời luôn á. Giờ mình đi vô trong kiếm anh Hải trên đường đi. Trời ơi Hải, sao lúc này sao vậy anh Hải, ai cho chiếc xe đạp mới dữ hả? Hả? Mất xe đạp là không có sửa giùm cho người ta. Sửa giùm cho người ta hả? Anh biết sửa không? Có cái công cho đem đi cho thôi, chứ còn thường thường mấy cái đồ ăn là của Mạnh Thường Quân cô bác á, đem lại nhà của em á, để nhà em nè. Rồi bữa nay em thấy nhiều quá thì đem xuống dưới đây chia cho anh chị ngựa một chút. Giỏi với người ta biết sửa xe đạp ha. Rồi tối anh ngủ đâu anh Hải? Hả? À, dục điếu thuốc cho rồi đi nè. Được đâu mà hút trời. Việt Nam mấy tháng hả? Gì anh Hải? Việt Nam về mấy tháng hả? Việt Nam về mấy tháng hả? À. Em để em... Việt Nam em mới qua được một tháng. Rồi. Mới qua mà qua một tháng em nói chơi chứ hôm nay em qua đang tháng rồi mà em lu bu quá à.
rồi cho đem vô đi. Có gì cho đem vô đi. Tối nằm đâu ngủ đâu chỉ em coi. Ngủ đâu? Đâu dắt em đi coi coi quay cho bà con cô bác coi. Đó. Hả? Còn bây giờ lắm. Dơ hả? Bỏ xe đạp đây đi đi dắt em chút. Đây nè. Ở đâu? Miếng dán đó. Trên miếng dán này hả? Hả? À. Trời ơi, tối ngủ trên miếng dán này nè. Đây thảm quá trời vậy nè, lạnh. Trời ơi. Bữa nay gió thổi lạnh quá trời luôn á. Nó lạnh dữ vậy trời. Anh Hải sao anh không ngủ ở trên đây nè cho nó khuất á, nó đỡ anh Hải. Gió nó luồn luồn vô nó thổi lạnh nha, đừng nói tới luôn á. Hả? Ở đây nhiều khi vô cái mùa lạnh này nè chắc mưa bót chắc Phượng phải trốn đi còn mùa ấm thì về đây chứ lúc gà lạnh quá trời lạnh luôn nè. Nãy đi 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 theo em đi xuống lấy đồ ăn đi anh Hải ơi. À. Đi. Đi bỏ đó đi anh Hải. Anh có cái xe gì kéo không? Sao anh đi xe mới hả? Xe cũ mấy thùng recycle nè. Lạnh quá trời lạnh nè trời. Anh sao dạo này sao? Ở dưới đây có ai cho gì ăn không? Không, không ai cho. Ở dưới kia có. Thế hả? Ở đây không, không cho gì. Mặt mày sao mà bữa nay làm như không có rửa hay gì mà quá trời quá đất, đất không vậy nè. Rồi, ba sẽ bảo xe sửa coi. Hả? Sửa coi xe. Sửa hả? Ủa anh Dũng lựa ra nhựa giấy hả? Trời ơi. Người ta lừa sẵn rồi. Chờ tới cho anh đi bán. Cảm ơn. Ăn ngàn chứ. Chưa là ngàn. Trời ơi, anh làm ta mướn chắc người ta cũng chết với anh quá. Lượm lon là có tiền, ngày mấy con bác à. Anh bây giờ anh chỉ có đi xin đồ ăn, anh ăn thôi. Chứ anh đi làm không ai mướn anh đâu anh Hải ơi. Lớn tuổi rồi. Chứ anh như vậy á, tay chân đồ yếu á, chậm chạp rồi. Bây giờ anh làm á, không có, người ta không có mướn đâu. Anh chỉ có 1 giờ là chịu phép thôi, là giống như ai cho gì ăn đó thôi. Hả? Chứ anh mà lơ lơ lửng lửng cái kiểu này mà xin làm ai mà muốn. Hai ngoài đi mấy tháng rồi, 5 tháng rồi. Em 3, đi. 3 tháng rồi. Em đi về bển em có công việc. Cũng làm ăn Việt Nam, sống lai gai. Rồi sẵn ở bên Việt Nam đang xây cái nhà đó rồi. Qua Tết chắc qua Tết về Việt Nam nữa à. Qua sướng hả? Qua Tết tại vì cái nhà cũng sắp xong rồi em về bển em phải mua vật liệu để em cho người ta phải đường này ta trang trí á. Người ta mua gạch. Đường này phải anh Hải. À đúng rồi, về hẳn luôn. Đó ngay chỗ xe. Qua Tết chắc em đi ạ. Qua Tết. Dạ qua Tết chắc qua Tết. Tối qua Tết mà cũng chưa chắc chắn ngày nhưng mà qua Tết sống mà anh ơi. Mà anh vui không? Vậy Việt Nam á, Việt Nam vui, xứ sở quê hương đất nước của mình vui. Đúng mỗi à? Mỗi nơi nó có cái vui khác anh. Ừ, ở bên Mỹ thì cũng vui, ở bên Việt Nam cũng vui. Ngôn ngữ hả? Dạ. Cùng ngôn ngữ mình. Dạ. Ở đây là đậu Dũng, nó ra cái gì? Nó ra vô. Còn anh đây thường thường anh đi xin đồ ăn ở đâu? Ăn ngay nhà vợ gần kế. Vô đi. Vô
anh bận tổng cộng 5 cái áo không? 4 cái. 4 cái mà 4 cái. Mấy bữa lạnh quá. À, mấy bữa lạnh quá. Quá lạnh luôn, em bây giờ em ra em cũng đâu đây. Đã... À, đâu đây được Dũng. Giờ chở anh Hải đi tới để bán dây chai. Chuẩn bị đi xuống. Có ông bảo vệ. Sáu bịch. Sáu bịch. Tới đây mình đứng mình xếp hàng. Xếp hàng. Đây là được anh chị nào cũng để vô một cái bịch ni lông Yeah. Cái này về sao? Đổ vô hả? Ồ.
sao tốt á. Cũng nhiều hả? Nhiều đó, uống nước cũng nhiều dữ à. Đó này. Sáng hút thôi, hút cứ ác mới, hút mới. Phương nghĩ chắc cũng tệ lắm, cũng 1-2-3 năm á. Tại vì bao nhiêu đây mà uống nước á thì rất là nhiều mấy cái chai uống nước mà đập cái, nhiều đó chắc cái lụm đi. Ủa bà chị nào chỉ lụm hả? Lụm gì, cái này chắc em nghĩ chắc ở nhà chắc uống nước rồi để dành á. Không, nhiều đó, nhiều đó. Nhiêu đây cũng mà uống cũng phải mấy năm á ha anh Hải. À. Được nhiêu? 6 mấy đồng, 65 rồi, 68 rồi. 68 đồng. 68 đồng này rồi làm gì ăn anh Hải? Để dành. Hả? Để dành xài từ từ. Để dành xài từ từ hả? Hay là xài ngày một bữa? Không, ngày thì 50 đồng. Ngày xài 50 đồng thôi. Rồi bây giờ mình đi lên xe ngồi. Rồi trở lại. Tự vô. Này anh Hải, bữa nay được ve chai của một chị gửi cho anh như vậy, anh thấy như thế nào? Vui không nè? Dạ, cũng đỡ. Chắc được mấy chục còn đỡ, 6 mấy đồng xong. Cảm ơn chị gia đình. Ẩn danh. Ẩn danh, cảm ơn chị ẩn danh. Lo bán được 6 mấy đồng. Cũng đỡ. Mùa này kêu. Mùa này lạnh quá trời luôn anh Hải ơi. Lạnh. Dạ. Yeah. Phải cắt tóc cho anh nhưng mà lạnh quá. Trời này không có muốn cắt tóc
để cho nó ấm đầu chứ cắt lạnh đầu lắm á nãy hả. Để khi nào em thấy trời ấm ấm á, thì em đi xuống dưới này em cắt cho anh. Cái lúc này em thấy lạnh quá trời luôn, bận mấy cái áo mà cũng vẫn còn thấy lạnh nè. Đúng rồi. Dạ. Không là lạnh nữa. Lạnh quá trời lạnh luôn ha anh ha. Mưa nữa, mưa. Dạ. À, bây giờ mình đi xuống đây rồi em đưa đồ cho anh xong rồi em đi về. Dạ. Cắm gì ở gì ở nhanh. Mày á. Rồi, cho đây một cái da này để lót vào dưới năm cho ấm nha. Dạ. Đó. Đó cái này đúng. Vì ướt hết rồi. Mấy gạo nữa được rồi Dũng. Cho thêm cái sleeping bag nữa của Mỹ. Để xong rồi, để xong. Hả? Tốt rồi. Lấy ra. Lấy ra anh ơi. Để anh buổi tối anh nằm cho hợp á. Bác nha. Gạo hả? Cái này là gì anh? Gạo. Gạo đồ lo. Chắc được rồi. Rồi đúng rồi. Đủ rồi phải không? Không được. Không phải nó
thường. Gió hù hù lạnh quá trời lạnh nè. Dũng với vợ nhiều nha. Quá ha. Hả? Đầy đủ rồi. Đậu. Đó nè, nấu chè nha. À. Nhớ nấu chè nha, chừng nào nấu cho em. Nấu chè nấu cái gì? Hả? Nấu chè đậu ăn chứ gì? Nấu sao? Thì nấu lên cho nó mềm, ngâm nước rồi nấu. Nếp hả? Nấu. Hả? Nấu với nếp cũng được. Thì đậu. Thì đậu phải nấu với nếp rồi. Nha. Thì nè, nấu nếp cũng được. Đó. Còn mấy nhiều khi nấu cơm mà muốn bỏ cái đậu. Nhiều quá trời luôn nè. Mì nè. Trời ơi. Lạnh quá. Gió nó thổi. Ở gì mà cái chỗ gió quá trời gió luôn. Tối văn là tối. Gió luôn trời vô. Trời ơi, đậu quá trời luôn anh Hải ơi. À. Bây giờ anh chỉ có ăn đậu thôi, anh cần ăn tôm. Anh nấu chè ăn nha. Nấu chè ngán á thì nấu đậu không rồi ăn. Đây nè. Đậu quá trời bây giờ đâu lạnh đâu nấu. Mình không lạnh. Không lạnh rồi làm gì? Nấu lửa đây nó bay, nấu củi nó bay, gió bạc bạc hoài. Á chè đậu nè. Đó. Thì hôm thì cũng không biết nói gì. Tụi cũng quá không đi lượm. Ở
tại nơi tại chỗ mà được nhiều tiền mà hơn đi lụm nữa, là được cô chú ẩn danh nào đó cho phần dây chai được 68 đồng và được đồ ăn nhiều của cô bác anh chị từ xa gửi về. Mới đây ăn hết hộp á, ăn thử cái này không anh Hải, ăn hết đó đi rồi chú anh bánh thử, bánh này rất là ngon. Anh ăn thử rồi anh nói cái cảm giác bánh ngon như thế nào của anh chị order trên mạng gửi về cho anh nè. À, nhiều khi á mình lâu lâu á mình đói bụng á mà tự nhiên mình không cần phải có cơm ăn hay là có mỡ thiếu gì, mình có một cái gói bánh vô nho nhỏ như vậy là cũng pháp rồi, ăn theo kiểu pháp á. Anh ăn theo kiểu pháp là cũng lót dạ rồi. Ăn được ăn bánh vừa cơm rồi ăn kiểu pháp. Phải không? Uống sữa. Việt Nam mình á là ăn cơm phải không? Gì đâu mà cái tay ảnh nó lạnh quá coi kìa. Nhức hết trơn. Ăn bánh uống sữa trừ cơm là nó những pháp rồi đó. Nè, sang lắm à. Vậy nãy có 68 đồng lắm đi mua thùng sữa, hộp sữa gì á. Ăn bánh mà uống sữa là no rồi anh nãy nha. Uống những pháp. Pháp. Quang lắm á. Quang phải không? Trúng gió luôn á. Đi hả? Muốn trúng gió hả? Khi nào trúng báo em nha. Không kịp hả? Đâu. Nè, bữa nào coi trời ấm ấm gì đi kiếm chỗ nào rửa cái mặt đi chứ mặt gì đâu mà sình đất không hả anh Hải ơi. Vậy hả? Dạ ngang như gió nắm mới đâu. Còn sạch quá tao không cho hả? Trời ơi, anh nói kìa. Đi hả? Phải vậy không? Mà phải thiệt không? Thiệt á. Đi hả? Quá hoài luôn, quá hoài. Coi như là nhìn mặt mày rồi lem một lút vậy hả? Vậy thôi sao anh không lấy lọ nghẹt ghét lại nữa mặt cho chứ điều. Lấy chết hay gì đó vậy? Bữa nào đó. Uống sao ở đây không có nước nóng rồi anh sao uống? Nấu lên. Anh nấu được phải không? Uống đỡ nhớ quê hương không? Dạ. Yeah. Anh á, là còn biết nấu chứ hả? Em giúp cho anh quá hả? Anh không có nấu đâu. Anh chế vô trong cái nước lạnh á, rồi cái anh đợi khoảng 5 phút sau. Nào. Quá. Rồi cái anh lắc, anh đợi khoảng 5 phút sau cái là nó tan ra cái anh uống luôn à. Nhiều khi thấy cái cảnh nấu gì đi đây gió. Ồ, gió lạnh đây nè anh lên cái cục đá đó sao anh không lên cái cục đá này anh nằm anh ngủ cho nó cũng lên cái đó đâu ba không có ba vậy hả nằm trên đó rồi lấy cái gì lấy cái lạnh cái gì ngay kia chứ không có lạnh ngay cái gì cái hướng gió là nó luồn vô nó lạnh dữ lắm nằm nó lạnh đó.
mới cho hả? Dạ. Rồi vậy thôi em về nha. Rồi, ba em hãy nha. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn nhiều nha. Rồi, ba em hãy. Bữa nào gặp. Cảm ơn em. Rồi, ba em hãy. Ba đã gom góp những cái phần quà dành cho những người kém may mắn giống đặc biệt như anh Hải, rất là cảm ơn nhiều. Và cũng sắp sửa mà tới Tết New Year Việt Nam rồi, cũng chúc quý bà con cô bé sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bình yên. Cùng hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.